sắt thép, tôn khổ lớn chất đầy trên những chiếc xe ba gác chở hàng công kênh, thậm chí cả các tấm ván đầy đinh vít, chất đống cao vút, buộc trang sơ sài. Người lái xe không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu. Dù người dân thành phố Hồ Chí Minh có lẽ không lạ lẫm gì với hình ảnh những chiếc xe ba bốn bánh tự chế như thế này, họ bất an khi gặp những chiếc xe được ví như hung thần lặng lẽ di chuyển trên đường phố nhưng cũng mang nhiều nguy cơ tai nạn. Chiều 7 tháng 11 năm 2024, tại buổi họp báo kinh tế xã hội định kỳ, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin liên quan đến vấn đề vi phạm của các loại xe ba bốn bánh tự chế trong thời gian qua. Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết cách đây hơn 3 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức được cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe ba bốn bánh tự chế, xe quá khổ, xe cồng kềnh. Theo thống kê, trong hơn 3 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 17.700 phương tiện vi phạm, trong đó có hơn 1.700 xe ba bánh, gần 40 xe thí điểm, gần 160 xe chở rác dân lập, còn lại là xe mô tô vi phạm. Trong các lỗi vi phạm có hơn 6.000 trường hợp vi phạm chở hàng công kênh, 5.000 trường hợp vi phạm kéo theo vật khác, 2.500 trường hợp không đảm bảo an toàn kỹ thuật như không có thắng, còi, đèn, gương chiếu hậu. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên quan các loại phương tiện này, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Nếu khó khăn trong việc xử lý loại phương tiện này, Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho hay tỷ lệ chấp hành quyết định xử phạt của số phương tiện này khá thấp, chủ phương tiện bỏ lại xe tự chế, không nộp phạt. Chính điều này gây khó khăn, áp lực đối với kho bãi tạm giữ. Về biện pháp chấn chỉnh, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông, trong đó tiếp tục tập trung xử lý xe cơ giới, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin thêm, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp các sở ngành có liên quan, nhất là Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, không sử dụng phương tiện mất an toàn kỹ thuật làm phương tiện sinh kế. Hệ thống bán vé, hệ thống thông báo thông tin, hệ thống báo cháy, rất nhiều hạng mục tại ga Ba Son đã hoàn thiện, được nghiệm thu và chỉ chờ ngày tuyến metro số 1 đi vào vận hành chính thức. Chúng ta đang đứng tại gói thầu số 1B, ga Ba Son này là nhà thầu liên danh nhà thầu Shimizu Meda đã tập trung rất nỗ lực và hoàn thành toàn bộ cái công trình, và đặc biệt là công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cũng đã được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy chấp thuận nghiệm thu. Thì đây là một trong những nỗ lực của nhà thầu cũng như sự phối hợp rất tốt của các đơn vị liên quan. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao bằng khen cho các nhà thầu có thành tích xuất sắc trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục thi công các gói thầu thuộc tuyến metro số 1, tức tuyến bến thành Suối Tiên. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho liên danh Shimizu Meda thi công thuộc gói thầu CP1B và công ty GS Engineering and Construction Corporation thi công cầu bộ hành các nhà ga trên cao thuộc gói tàu CP2 của tuyến metro số 1. Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, gói tàu CP1B đã đạt tiến độ tốt nhất trong số 4 gói tàu chính của dự án. Hiện nay, tất cả các hạng mục ở gói tàu này, từ thi công, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy đến nghiệm thu công trình, đã hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư. Toàn bộ tuyến metro số 1 đã hoàn thành 99% tổng khối lượng công việc, khoảng 1% còn lại bao gồm các thủ tục nghiệm thu và chuẩn bị đưa công trình vào vận hành chính thức. Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 bến thành Suối Tiên đang gấp rút hoàn tất những hạng mục và thủ tục còn lại để vận hành chính thức trong năm 2024. Để đảm bảo mục tiêu tiến độ đề ra, Ban Quản lý Đường sắt đô thị phát động đợt thi đua cao điểm 50 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyến đường sắt đô thị số 1 bến thành Suối Tiên vận hành chính thức trong năm 2024. Theo đó, tập thể Ban Quản lý Đường sắt đô thị và công ty HURC1 phối hợp với tư vấn các nhà thầu tuyến metro số 1 nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, xử lý các khó khăn vướng mắc, tập trung cho các mục tiêu cao nhất là đưa tuyến metro số 1 vận hành chính thức trong năm 2024. Tất nhiên chúng ta còn rất nhiều công việc, chúng ta không thể chủ quan được. Và từng công việc một phải có kế hoạch rõ ràng, phải có giải pháp để mà làm sao mọi thứ phải đồng bộ và phối hợp với các cơ quan liên quan như phòng cháy chữa cháy, như cứu nạn cứu hộ, như là đăng ký đăng kiểm, như là vệ sinh, tức là những công việc lớn nhỏ chúng ta phải đánh giá hết, chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng để làm sao mà khi đưa vào vận hành thì đảm bảo cái vận hành tốt nhất. Cũng trong dịp này, Ban Quản lý Đường sắt cũng tiến hành trao chứng chỉ bàn giao công trình có điều kiện T
TOC cho gói thầu CP1B. Đây là một trong những bước thủ tục quan trọng để chủ đầu tư và công ty HURC One từng bước tiếp cận công trình nhằm phục vụ cho công tác vận hành thử, tiến đến vận hành chính thức tuyến metro số 1 trong năm 2024. 11 giờ trưa 6 tháng 11 năm 2024, trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, xảy ra vụ rơi máy bay quân sự. Loại máy bay rơi là IAK-130, số hiệu 2101. Trên máy bay có 2 phi công thuộc Trung đoàn 940, trường sĩ quan không quân đóng tại Bình Định. Sau khi máy bay gặp sự cố, 2 phi công đã nhảy dù khỏi máy bay. Sau khi sự việc xảy ra, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có mặt để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Và bằng một loạt cái biện pháp kỹ thuật, bằng sóng điện thoại, bằng định vị các cái phương tiện radar để mà cái lần sau cùng mà bắt được cái tín hiệu của cái máy bay này. Trong đó là tính toán trên bản đồ, trên sa bàn, trên dẫn đường để mà tính từng phút một tốc độ máy bay, độ cao máy bay với cái phi công của chúng ta nhảy dù ra. Buồng sau ra trước, buồng trước ra sau thì cách nhau bao nhiêu mét, theo chiều gió theo hướng nào. Tập đoàn Viettel cho biết, sau khi nhận được thông tin, Viettel đã kiểm tra lịch sử thuê bao của hai phi công và phát hiện ra khu vực nghi ngờ của phi công nhảy dù. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi gây khó khăn cho công tác xác định vị trí, trạm phát sóng phục vụ nên không liên lạc được với hai phi công này. Từ khu vực nghi ngờ, phi công nhảy dù, nhà mạng đã khoanh vùng những trạm phát sóng mà phi công có thể đáp xuống, sau đó thực hiện các giải pháp kỹ thuật để tìm kiếm. Vào thời điểm này, thời tiết trên địa bàn tỉnh Bình Định khá phức tạp, mưa lớn khiến công tác tìm kiếm trở nên khó khăn. Đối với cái thời tiết, như các đồng chí biết, đấy, mưa rất là to, gió rất là lớn, sông suối chảy rất xiết, gọi là lũ cuốn. Đấy, thế là và rừng thì sâu, và dốc rất cao, toàn đỉnh núi cao 870 và thấp nhất là cũng 550, thì đã nhanh chóng đưa anh em được về trong cái điều kiện mưa gió như thế. Đến hơn 16 giờ 30 phút thì có cuộc gọi đầu tiên từ phi công số 1 giúp xác định tọa độ và tổ chức tìm kiếm tốt hơn. Đến lúc 19 giờ 56 phút thì lực lượng cứu hộ tìm được phi công số 1 là Thượng tá Nguyễn Hồng Quân tại vùng núi ở khu vực thuộc xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã triển khai nhanh chóng đưa Thượng tá Nguyễn Hồng Quân xuống núi. Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 7 tháng 11, Thượng tá Quân được đưa ra khỏi rừng an toàn. Lúc này, sức khỏe của Thượng tá Quân ổn định, có thể nói chuyện. Sau khi thực hiện các giải pháp tiếp theo cho nhóm trạm nghi ngờ mở rộng, lúc 18 giờ 37 phút thì cuộc gọi của phi công số 2 là Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940 đã đổ chuông. Tọa độ này được gửi về cho ban điều hành chỉ huy và lực lượng cứu hộ đang di chuyển đến tọa độ phi công số 2. Đến 22 giờ 30 phút, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được phi công thứ 2. Phi công này là Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940, thuộc Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân, đóng ở tỉnh Bình Định. Sức khỏe Đại tá Sơn ổn định, nói chuyện được. Đến khoảng 23 giờ 45 phút, Đại tá Sơn được đưa ra khỏi rừng an toàn. Sau khi được đưa ra khỏi rừng, các phi công được đưa đến Bệnh viện 103 Quân khu 5 để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Ngày 7 tháng 11 năm 2024, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết hai phi công được tìm thấy ở ngay vị trí mà hai quân nhân này phát tín hiệu báo về đơn vị. Sở dĩ hai phi công không di chuyển khỏi vị trí này là vì đơn vị đã chỉ đạo các anh ở yên vị trí, tìm nơi ẩn náu an toàn để lực lượng chức năng dễ dàng tìm thấy ngay sau khi nhận được định vị. Trong ngày 7 tháng 11, các lực lượng sẽ tổ chức tìm kiếm vị trí máy bay rơi, giải mã hộp đen để tìm nguyên nhân khiến máy bay gặp sự cố.